chào các bạn, mình tên là Lục Hòa, mình đến từ nhà cùng Minh Phụng và trước mặt mình đây là KDW410 của Yamaha. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá chi tiết về sản phẩm này của Yamaha, xem nó có những đặc điểm gì nhé. Đại gọn ra, KDW410 là model cao cấp nhất của dòng E và cung cấp các tính năng tiên tiến nhất. Yamaha KDW410 có một bàn phím hoàn hảo cho sinh viên, một công cụ giáo dục vững chắc cho lớp học. Phím đàn Yamaha KDW410 có 76 phím kích thước chuẩn, có tới 758 tiếng stereo phong phú, kết nối nhạc thông minh, một cổng USB cho ổ USB và kết nối MIDI và 9 bài học Yamaha Education Suite, bao gồm các tính năng giá trị sẵn có của đàn Yamaha KDW410. KDW410 cung cấp những cải tiến đáng kể so với model trước đó là KDW400. Đàn KDW410 có bộ sưu tập voice lớn hơn, củ voice, dụng cụ và nhiều kiểu dáng hỗ trợ trên bon, tạo cho bạn nhiều tùy chọn hơn cho bản nhạc đẹp của bạn. Cộng với bộ nhớ mở rộng cho các kiểu mở rộng tùy chọn và kết thúc các tác phẩm của bạn với 10 hiệu ứng DSP cộng thêm 12 reverb, 5 chorus, 6 master EQ và 26 hiệu ứng hài hòa. KDW410 được trang bị một lớp sơn màu đen và có trọng lượng là 18kg, trọng lượng nhẹ để các bạn có thể dễ dàng mang vác để đi biểu diễn hoặc là đi clip với các bạn của mình, v.v. Cái đàn này không chỉ dành cho những người mới tập mà còn dành cho những người chơi chuyên nghiệp, phù hợp cho cả producer. Cái đàn này có chức năng touch, chức năng bend và có cả cổng USB để các bạn có thể cài thêm điện.